No one should be made to fight alone. We are all in this together. Với tình bạn thân thiết, lại sở hữu nhiều điểm chung đặc biệt, ông Obama và bà Harris đã gắn bó cùng nhau 20 năm. Và giờ đây, trong những ngày tháng cuối của cuộc bầu cử, những ngày tháng quan trọng của bà Harris, ông Obama đã xuất hiện để truyền đuốc cho bạn của mình và khẳng định rằng chúng ta đã sẵn sàng cho Tổng thống Kamala Harris. Cùng với đó, ông cũng chỉ trích ứng viên Đảng Cộng Hòa nhằm làm nổi bật những điểm mạnh của người bạn thân Harris. Bà Harris đối mặt với rủi ro chính trị lớn khi ủng hộ ông Obama trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ năm 2008. Lịch sử chứng minh bà đã đúng và ông Obama cũng không bao giờ quên. Một ngày cuối năm 2007, bà Kamala Harris, khi đó là Tổng trưởng lý San Francisco, lặn lội quãng đường xa nhà hàng nghìn dặm để đến bang Iowa. Nhiệm vụ của bà là phát biểu tại sự kiện vận động cho chiến dịch tranh cử của ông Barack Obama, thượng nghị sĩ bang Illinois, nuôi tham vọng trở thành Tổng thống Mỹ. Đó là một bước đi đầy rủi ro vào thời điểm đó, vì hầu hết Đảng Dân Chủ đều ủng hộ Hillary Clinton, ứng viên nặng ký, nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của giới lãnh đạo nội bộ đảng. Nhưng kết quả bầu cử năm ấy đã chứng minh quyết định của bà Harris là đúng đắn. Bà Fiewicz, một nhà lập pháp tại Nghị viện bang California từng công tác trong chiến dịch tranh cử của ông Obama, nhớ lại, bà ấy là người ủng hộ vững chắc khi toàn bộ giới quyền uy chính trị phản đối ông Obama. Cam kết của bà Harris đối với Tổng thống Mỹ đã khiến bà trở nên nổi bật trong mắt ông Obama, giúp bà có được sự biết ơn lâu dài của Tổng thống tương lai. 17 năm sau, ông Obama có cơ hội trả lại ân huệ xưa. Xuất hiện trên sân khấu tại Hội nghị Toàn quốc Đảng Dân Chủ ở Chicago ngày 21 tháng 8 năm 2024, cựu Tổng thống da đen đầu tiên của Mỹ có bài phát biểu mà ông đã chuẩn bị suốt 3 tháng và phải sửa vội trong những tuần gần đây để kêu gọi đất nước bỏ phiếu cho nữ Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ. Ông Obama này đã 61 tuổi, nói với các đại biểu, chúng ta không cần thêm 4 năm ồn ào, bê bối và hỗn loạn. Nước Mỹ đã sẵn sàng cho một chương mới, một câu chuyện tốt đẹp hơn. Chúng ta đã sẵn sàng cho Tổng thống Kamala Harris. Mối quan hệ Harris-Obama được đặt viên gạch đầu tiên vào năm 2004, khi bà Harris giúp tổ chức sự kiện gây quỹ tại California để giúp cho chiến dịch tranh cử vào Thượng viện của ông Obama. Ngay từ lúc ấy, bà Harris đã nhìn thấy điều gì đó đặc biệt ở ông Obama, một thứ sức mạnh đoàn kết và mới mẻ trong nền chính trị Mỹ. Valerie Jarrett, một trong những người bạn thân cận nhất của ông Obama và cũng là cố vấn cấp cao khi ông còn tại nhiệm, nói với New York Times, họ gặp gỡ đồng điệu và cùng nhau xây dựng tình bạn rất thân thiết trong nhiều năm qua. Theo bà Jarrett, sau khi gặp nhau vào năm 2004, bà Harris và ông Obama nhanh chóng xích lại gần nhau nhờ những điểm chung về xuất thân văn hóa, nhất là khi hình ảnh quen thuộc trên chính trường Mỹ vẫn là những chính khách da trắng. Cả hai đều là công dân Mỹ có bố mẹ khác chủng tộc, yếu tố khiến họ có cùng niềm tin rằng bạn có thể tìm được điểm chung với bất cứ ai. Năm 2007 tới năm 2008, bà Harris, con gái của một nhà khoa học người Ấn Độ và giáo sư kinh tế học người Jamaica, đã trở thành đại sứ giải thích xuất thân đa dạng của ông Obama cho những cử tri thậm chí chưa từng nghĩ đến một ứng viên như ông. Bà Harris nói vào năm 2007, nhiều người trong chúng ta có xu hướng đơn giản hóa thái quá những chiếc mác chính trị, nhưng ông ấy phức tạp và thú vị hơn nhiều so với những cách phân loại bình thường ấy. Cả bà Harris và ông Obama đã dành phần lớn sự nghiệp để đấu tranh cho cùng một lý tưởng rằng sự trỗi dậy của những người có xuất thân văn hóa và chủng tộc như họ sẽ là minh chứng cho sức mạnh của nước Mỹ. Phó Tổng thống tương lai cũng khẳng định gia đình đa văn hóa của ông Obama có mẹ là công dân Mỹ sống tại bang Kansas, bố xuất thân từ Kenya là một điều quý giá đối với quốc gia. Sở dĩ vậy là bởi sẽ ngày càng nhiều người Mỹ nhìn nhận xuất thân của ông Obama là điều đáng hoan nghênh trong một nền dân chủ đa dạng thay vì là mối đe dọa đối với văn hóa và các giá trị Mỹ.
Ít lâu sau khi ông Obama tuyên thệ trở thành Tổng thống Mỹ, bà Harris cũng tuyên bố tranh cử vào chiếc ghế Tổng chưởng lý bang California. Trong cuộc đua ấy, bà phải đối mặt với thách thức lớn, nhưng niềm tin của ông Obama vào năng lực của bạn mình không bao giờ dao động. Kể với các phụ tá, ông nói bà Harris rất thông minh và thường dành lời khen cho sự rắn giỏi và tài năng chính trị của bà. Nhưng mối quan hệ giữa hai người đôi lúc cũng đối mặt với thách thức. Chẳng hạn năm 2013, ông Obama đã khiến giới truyền thông xôn xao khi có lời khen ngợi về ngoại hình của bà Harris tại một sự kiện gây quỹ ở bang California. Ông nói bà ấy cũng tình cờ là tổng chưởng lý xinh đẹp nhất tại đất nước này. Nhớ lại sự việc, một phụ tá của ông Obama nói rằng khi ấy chỉ ước có chiếc hố để chui xuống đất để tránh câu hỏi của phóng viên về bình luận trên. Ông Obama sau đó đã gửi lời xin lỗi tới bà Harris. Đáp lại, bà không tỏ ra tức giận hoặc khó chịu vì câu nói của Tổng thống, theo nguồn tin trên. Jean Durand, người từng làm trợ lý cho bà Harris trong thời gian bà đảm nhiệm chiếc ghế Tổng chưởng lý California, nói rằng bà ấy làm rõ rằng lời nói của ông Obama chỉ là lời bạn bè khen nhau. Khi bà Harris trở thành phó Tổng thống Mỹ, ông Obama tăng cường tham gia vào sự nghiệp của bà với những lời động viên và gợi ý trong các giai đoạn khó khăn. Sau khi bà Harris hay tin Tổng thống Joe Biden quyết định ngừng tranh cử, ông Obama là một trong những người đầu tiên nhận thông báo từ phó Tổng thống trong số hơn 100 người bà gọi ngày hôm đó. Kể từ đó, ông Obama tiếp tục cố vấn cho bà Harris về vấn đề thông điệp chính trị và nhân sự, bao gồm lựa chọn đối tác tranh cử. Và cũng không phải tình cờ khi chiến dịch tranh cử của bà Harris xoáy vào khái niệm niềm phấn khởi và sự tự do 16 năm sau khi ông Obama cũng ra tranh cử với lời hứa, niềm hy vọng và sự khởi đầu mới. Bà Jared, người có mặt bay cùng ông Obama tới Hội nghị Đảng Dân Chủ Toàn quốc vào tối ngày 20 tháng 8 năm 2024, nói rằng cả hai đều tràn đầy tinh thần lạc quan và phấn khởi. Tinh thần ấy đã theo họ kể từ phút chào đời và vẫn chưa hề thay đổi theo thời gian. Và để thể hiện tình bạn gắn bó của mình, vợ chồng cựu Tổng thống Obama đã thẳng thừng tung cú đấm thép vào ông Trump. Ông ngầm gọi ông Trump là một người khoa trương, vụng về và hỗn loạn. Vị Tổng thống da màu đầu tiên của Mỹ đang dành vốn liếng chính trị đáng kể của mình cho bà Harris để bà có thể làm nên lịch sử nếu trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên là người da màu và gốc Á. Ông Obama nói trong bài phát biểu tại đêm thứ hai của đại hội ở Chicago, chúng ta không cần thêm 4 năm nữa cho sự khoa trương, vụng về và hỗn loạn. Chúng ta đã xem bộ phim đó trước đây và chúng ta đều biết phần tiếp theo thường tệ hơn. Ông nói nước Mỹ đã sẵn sàng cho một chương mới, nước Mỹ đã sẵn sàng cho một câu chuyện hay hơn. Chúng ta đã sẵn sàng cho một tổng thống mang tên Kamala Harris. Ông Obama chỉ trích ông Trump và ca ngợi Tổng thống Joe Biden. Ông nói, lịch sử sẽ ghi nhớ Joe Biden như một vị tổng thống đã bảo vệ nền dân chủ vào thời điểm vô cùng nguy hiểm. Tôi tự hào khi gọi ông ấy là tổng thống của tôi, nhưng còn tự hào hơn khi gọi ông ấy là bạn của tôi. Trong bài phát biểu, bà Michelle không hề né tránh, mà thẳng thừng cảnh báo rằng ông Trump sẽ cố gắng bóp méo sự thật về bà Harris, cũng giống như ông đã làm mọi thứ trong khả năng của mình để khiến mọi người sợ chúng ta. Bà Michelle nói trong tiếng vỗ tay vang dội, quan điểm hạn chế và hẹp hòi của ông ta về thế giới khiến ông ta cảm thấy bị đe dọa trước sự tồn tại của hai người chăm chỉ, có trình độ học vấn cao, thành đạt và cũng là người da màu. Trước đây, ông Trump nhiều lần có những phát biểu mang tính kỳ thị chủng tộc và nghi ngờ quốc tịch của ông Obama. Gần đây cũng có những phát biểu tương tự về bà Harris. Bà Harris, 59 tuổi, đang tạo nên thành tích lịch sử về tốc độ gây quỹ với những cuộc vận động đông kín người ủng hộ. Khi Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ diễn ra, bà Harris cùng ứng cử viên phó tổng thống là thống đốc Minnesota Tim Walz lên sân khấu Milwaukee, nơi diễn ra Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng Hòa vào tháng trước. Trong bài phát biểu của mình, bà Harris chỉ trích việc ông Trump nói rằng ông không hối hận về phán quyết năm 2022 của Tòa án Tối cao Mỹ để lật ngược phán quyết Roe v. Wade từ năm 1973, trong đó công nhận quyền phá thai của phụ nữ. Ba thẩm phán được ông Trump bổ nhiệm đã đóng vai trò lớn trong quyết định này. Bà Harris nói, tôi tin rằng hành vi xấu sẽ phải chịu hậu quả. Vâng, chúng tôi sẽ đảm bảo ông ta phải đối mặt với hậu quả và điều đó diễn ra tại hòm phiếu vào tháng 11 năm 2024. Đảng Dân Chủ coi quyền phá thai là một vấn đề chính trong chiến dịch vận động tranh cử. Có thể thấy rằng bà Harris đang ngày càng nhận được nhiều sự ủng hộ.
Đúng là xuất phát sâu, nhưng dường như bà không hề lép vế trước ông Trump, ngược lại còn khiến Trump hoảng loạn trong chiến dịch tranh cử của mình và phải nhanh chóng xây dựng kịch bản đối phó nếu không muốn thua cuộc. Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton mới đây đã gây sốc khi có lời phát biểu tại Đại hội Toàn quốc cho rằng Đảng Dân Chủ đang khiến ông Trump phải bỏ chạy. Cùng với đó, bà không ngừng ca ngợi ứng viên Đảng Dân Chủ. Trước đó, bà Clinton cũng từng đối đầu với ông Trump tại cuộc bầu cử năm 2016. Vậy nên, việc hợp sức và ủng hộ bà Harris tại cuộc bầu cử năm 2024 là hoàn toàn dễ hiểu. Ngày 20 tháng 8 năm 2024, dẫn lời cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho rằng phe Dân Chủ đang khiến cựu Tổng thống Donald Trump bỏ chạy khi phát biểu tại Hội nghị Toàn quốc Đảng Dân Chủ. Bà Clinton nhận được tràng pháo tay và tiếng hò reo lớn khi bước lên sân khấu trong đêm đầu tiên của đại hội. Bà Clinton nói giữa những tiếng reo hò, "Ồ, có rất nhiều năng lượng trong căn phòng này, giống như trên khắp cả nước. Có điều gì đó đang diễn ra ở Mỹ. Bạn có thể cảm nhận được điều đó." Cựu Ngoại trưởng Mỹ ca ngợi bà Harris đã phá vỡ rào cản cao nhất, khó khăn nhất để có thể trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Mỹ. Bà Clinton là ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ năm 2016, nhưng bà đã thua đối thủ Donald Trump năm đó. Bà khẳng định việc được đảng đề cử là vinh dự của cuộc đời tôi. Bà Clinton nói, cùng nhau chúng ta đã tạo ra nhiều vết nứt trên rào cản cao nhất, khó khăn nhất. Ở bên kia rào cản, đó là Kamala Harris giơ tay và tuyên thệ nhậm chức với tư cách Tổng thống thứ 47 của Mỹ. Các bạn, những người bạn của tôi, khi rào cản sụp đổ với một trong số chúng ta, nó sẽ mở đường cho tất cả chúng ta. Việc tập trung vào những yếu tố mang tính lịch sử của Harris có thể là chìa khóa để Đảng Dân Chủ giành được lá phiếu của nhiều phụ nữ hơn ở các bang quan trọng trong cuộc bầu cử Mỹ vào tháng 11 năm 2024. Bà Clinton phê phán những màn công kích của vị cựu Tổng thống Đảng Cộng Hòa nhằm vào Phó Tổng thống Kamala Harris và nói rằng bà Harris đã nói ra phương châm đã luôn định hướng cho mình, Kamala Harris vì nhân dân, đó là điều mà ông Trump sẽ không bao giờ hiểu. Bà Clinton phát biểu, do đó không có gì ngạc nhiên khi ông ấy nói dối về tiểu sử của bà Kamala. Ông ấy chế nhạo tên và giọng cười của bà ấy, nhưng chúng ta đang khiến ông ấy bỏ chạy. Ông Trump chưa lập tức bình luận về phát biểu trên. Về việc bà Harris là người phụ nữ thứ hai trong lịch sử Mỹ đại diện một đảng lớn ra tranh cử, bà Clinton nói rằng, điều gì đó đang xảy ra ở Mỹ, các bạn có thể cảm nhận được và là điều mà chúng ta đã phấn đấu và mơ ước từ rất lâu. Bà tiếp tục điểm lại những nữ chính trị gia nổi bật ở Mỹ. Trước đó, tờ The Hill đưa tin bà Harris đã bất ngờ xuất hiện sớm trong đêm đầu tiên của đại hội, mang theo thông điệp đoàn kết được đưa ra trước kỳ đại hội kéo dài 4 ngày. Bà phát biểu tại sự kiện ở Chicago, Illinois rằng đây sẽ là một tuần tuyệt vời và tôi muốn chúng ta khởi đầu bằng cách chúc mừng Tổng thống Joe Biden. Bà Harris được chào đón bởi sự hoan nghênh nhiệt liệt từ những người ủng hộ khi bà bước ra sân khấu trên nền bài hát Freedom của Beyoncé. Bà đề cập trực tiếp Tổng thống Biden, nhìn vào camera và cảm ơn sự lãnh đạo của ông. Bà phát biểu, Joe, cảm ơn vì sự lãnh đạo lịch sử của ông, vì sự phụng sự trọn đời mà ông dành cho đất nước và mọi thứ mà ông tiếp tục làm. Chúng tôi mãi mãi biết ơn ông. Ông Biden là người phát biểu chính trong tối 19 tháng 8 năm 2024 giờ địa phương, trong thời khắc được mô tả là truyền lửa cho bà Harris. Bà Harris tiếp tục phát biểu, kêu gọi mọi người đoàn kết. Bà nói, nhìn mọi người đêm nay, tôi thấy được vẻ đẹp của đất nước. Mọi người từ mọi nơi trên đất nước đang ở đây, đoàn kết bởi tầm nhìn chung của đất nước. Và vào tháng 11 năm 2024, chúng ta sẽ đến với nhau và có một tiếng nói thống nhất khi mọi người cùng tiến lên phía trước. Dự kiến bà Harris sẽ có bài phát biểu chính tại đại hội vào ngày 22 tháng 8 năm 2024 khi bà chính thức nhận đề cử của Đảng Dân Chủ để đại diện ra tranh cử Tổng thống tại cuộc bầu cử Mỹ 2024.
Ngoài việc cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nói Đảng Dân Chủ khiến ông Trump phải bỏ chạy và ca ngợi và Kamala Harris đã tiếp thêm lửa cho chiến dịch tranh cử của bà Harris, thì cũng tại Đại hội Đảng Dân Chủ, bà Harris đã nhận được vô vàn sự ủng hộ vô cùng mạnh mẽ từ các nhân vật có máu mặt và cả từ người hâm mộ. Ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân Chủ, bà Kamala Harris đã xuất hiện tại buổi khai mạc Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ vào sáng 20 tháng 8 năm 2024 theo giờ Việt Nam, sau khi Tổng thống Biden tuyên bố rút khỏi cuộc đua và ủng hộ bà Kamala Harris tiếp nối mình. Phó Tổng thống Mỹ đã nhanh chóng khẳng định là ứng cử viên Tổng thống sáng giá nhất của Đảng Dân Chủ. Một cuộc thăm dò mới đây của Morning Consult với hơn 11.500 cử tri tại Mỹ cho thấy 50% số người được hỏi có quan điểm ủng hộ bà Harris, trong khi 46% không ủng hộ. Như vậy, tỷ lệ ủng hộ ròng, nghĩa là giá trị có được khi lấy tỷ lệ ủng hộ trừ đi tỷ lệ không ủng hộ của bà Harris là 4 điểm. Tỷ lệ này cao hơn so với bất cứ tỷ lệ nào mà ông Biden hoặc ông Trump đã từng đạt được trong cả chu kỳ bầu cử năm 2024. Bà Kamala Harris cũng đã phá vỡ kỷ lục quyên góp trong tuần đầu tranh cử của các ứng viên khi quyên góp được hơn 200 triệu đô la Mỹ. Khoảng 2/3 tổng số tiền này đến từ những cử tri lần đầu quyên góp kể từ khi mùa bầu cử tổng thống năm 2024 bắt đầu. Ủy ban tranh cử tổng thống của bà Harris cho biết có khoảng 170.000 tình nguyện viên mới đăng ký trong chưa đầy một tuần. Nếu như chỉ chưa đầy một tháng trước, ông Donald Trump đã đứng trên sân khấu Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng Hòa với vẻ ngoài bất khả chiến bại khi vừa thoát hiểm sau một vụ ám sát và có vị trí cao trong các cuộc thăm dò dư luận, thì giờ đây, cựu Tổng thống đã để mất vị trí dẫn đầu vào tay Phó Tổng thống Harris. Cơn gió đảo chiều này cho thấy những đề xuất được đưa ra trong các bài phát biểu vận động tranh cử của bà Harris đã phần nào đáp ứng mối quan tâm của các cử tri Mỹ. Cô Catherine Gies, cử tri bang North Carolina cho biết, "Tôi rất hào hứng với việc đi bỏ phiếu năm nay, đặc biệt là bầu cho Kamala Harris, vì tôi biết bà ấy đang đấu tranh vì những điều gì. Bà ấy vừa công bố những chương trình kinh tế muốn thiết lập để giúp những người như tôi lần đầu tiên mua được nhà và cũng để giúp các gia đình với việc mở rộng các chính sách như khoản tín dụng bổ sung cho gia đình có trẻ em." Anh Joseph Grid, nhân viên kế toán, nói, "Tôi thích đạo luật giảm lạm phát và thỏa thuận về chuỗi cung ứng của ông Biden và thực tế là bà Harris có liên quan ở đó. Việc bà và nội các có mối liên quan với các chính sách đó khiến tôi muốn ủng hộ bà ấy. Tôi cũng thích các kế hoạch thuế của bà ấy." Chị Maria, người dân bang Wisconsin cho rằng giá xăng giảm có thể đem đến cơ hội việc làm bình đẳng, mức lương tốt hơn, giá cả thấp hơn trong toàn bộ nền kinh tế. Đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến ngay bây giờ. Anh Dylan Strasberg, người dân bang Wisconsin, cũng chung quan điểm. "Với tôi thì chắc chắn là nền kinh tế rồi. Làm sao để đưa nền kinh tế của chúng ta trở lại đúng hướng, đảm bảo rằng chúng ta là cường quốc số 1 trên thế giới là điều tôi quan tâm." Kết quả các cuộc khảo sát luôn cho thấy kinh tế là vấn đề mà cử tri Mỹ quan tâm nhất. Quan trọng hơn, các cuộc thăm dò đang cho thấy cử tri Mỹ dường như không thực sự hài lòng với tình hình hiện tại. Đây có lẽ là điều kiện lý tưởng cho bất kỳ ứng viên tổng thống nào. Sự đối lập giữa ông Donald Trump và bà Kamala Harris về chính sách kinh tế đang nổi lên như một trong những vấn đề then chốt của cuộc bầu cử Mỹ sắp tới. Hai ứng cử viên đại diện cho hai triết lý kinh tế hoàn toàn khác biệt, phản ánh tầm nhìn đối lập về vai trò của chính phủ trong nền kinh tế. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ chính sách cắt giảm thuế mạnh mẽ, đặc biệt là cho doanh nghiệp và người có thu nhập cao, với mục tiêu kích thích tăng trưởng kinh tế. Ông cho rằng việc giảm gánh nặng thuế sẽ khuyến khích đầu tư và tạo việc làm. Bên cạnh đó, ông Trump chủ trương giảm quy định, đặc biệt trong lĩnh vực môi trường và lao động, nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn cho doanh nghiệp. Ngược lại, bà Kamala Harris đề xuất tăng thuế đối với người giàu và doanh nghiệp lớn để tài trợ cho các chương trình xã hội. Bà ủng hộ tăng lương tối thiểu liên bang và mở rộng bảo hiểm y tế công với mục tiêu giảm bất bình đẳng và cải thiện an sinh xã hội. Về thương mại quốc tế, ông Trump theo đuổi chính sách bảo hộ và đàm phán lại các thỏa thuận thương mại với quan điểm rằng điều này sẽ bảo vệ công ăn việc làm của người Mỹ. Bà Harris, mặt khác, ủng hộ thương mại tự do có điều kiện, nhấn mạnh việc bảo vệ quyền lợi người lao động và môi trường trong các thỏa thuận thương mại. Đối với chi tiêu công, ông Trump muốn cắt giảm chi tiêu cho các chương trình xã hội, trong khi bà Harris đề xuất đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng, giáo dục và y tế.
Ông Trump nhấn mạnh vào việc giảm nợ công, trong khi bà Harris cho rằng đầu tư công là cần thiết để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dài hạn và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân. Những sự khác biệt sâu sắc trong tầm nhìn kinh tế đang là tâm điểm của cuộc tranh luận chính trị giữa hai ứng viên Tổng thống Mỹ. Nó không chỉ phản ánh hai triết lý khác biệt về vai trò của chính phủ trong nền kinh tế, mà còn thể hiện hai cách tiếp cận khác nhau để giải quyết các thách thức kinh tế mà Mỹ đang phải đối mặt, từ bất bình đẳng thu nhập đến cạnh tranh toàn cầu. Nền tảng chính sách kinh tế của ứng cử viên Tổng thống là bản thiết kế cho việc điều hành. Các khảo sát được thực hiện cho thấy điều mà người Mỹ mong muốn ở Tổng thống nhiệm kỳ tiếp theo là một cách thức quản lý kinh tế mới, một mô hình ổn định hơn, ít gây chia rẽ hơn, có trách nhiệm hơn và vững chắc hơn. Cuộc bầu cử vào tháng 11 năm 2024 sẽ là một cuộc trưng cầu dân ý quan trọng về hướng đi kinh tế của nước Mỹ trong những năm tới. Kết quả có thể tác động sâu rộng không chỉ đối với nền kinh tế Mỹ mà còn đối với nền kinh tế toàn cầu. Và như thế, với sự ủng hộ mạnh mẽ từ Đại hội Dân Chủ, bà Harris dường như đang trở nên kiên cường và quyết liệt hơn với mục đích hạ gục ông Trump. Nhưng liệu rằng ứng viên Tổng thống này có biết tận dụng thời cơ chín muồi này để bứt phá không vẫn đang là điều khiến ai nấy đều tò mò. Trước Đại hội Đảng Dân Chủ, bà Kamala Harris đã nhận được 99% số phiếu bầu cử từ các đại biểu trong cuộc bỏ phiếu trực tuyến của Ủy ban Quốc gia Dân Chủ. Với chiến thắng áp đảo gần như tuyệt đối, bà Harris đã chính thức trở thành ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ. Là người phụ nữ da màu đầu tiên và người Mỹ gốc Á đầu tiên được một chính đảng lớn ở Mỹ đề cử trong lịch sử. Đại hội toàn quốc của Đảng Dân Chủ diễn ra trong 4 ngày ở thành phố Chicago với chủ đề bao trùm là vì người dân, vì tương lai chúng ta, với sự tham dự của 5-7.000 đại biểu và đại biểu dự khuyết trên khắp nước Mỹ. Ngày thứ nhất của đại hội đã thể hiện sự tương phản giữa chính sách của cựu Tổng thống Donald Trump khi đặt cá nhân lên trước, trong khi Đảng Dân Chủ lại đang đấu tranh cho người dân Mỹ. Một loạt các nhân vật chủ chốt của Đảng Dân Chủ đã tham dự và phát biểu trong ngày đầu tiên của sự kiện, trong đó đáng chú ý nhất là Tổng thống Joe Biden. Tổng thống Biden đã nêu bật các thành tựu mà ông cùng Phó Tổng thống Kamala Harris đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ trích các chính sách và phát ngôn của ông Donald Trump, đồng thời gọi ông Trump là mối đe dọa đối với nền dân chủ Mỹ. Tổng thống Biden cũng ca ngợi bà Harris và đối tác tranh cử, Thượng nghị sĩ Tim Walz và cho rằng liên danh này sẽ mang lại nhiều điều tốt đẹp cho tương lai nước Mỹ. Tổng thống Biden nói, chúng tôi cần các bạn đi bỏ phiếu trong năm 2024, chúng tôi cần các bạn giúp giữ lại Thượng viện và giành lại Hạ viện. Và hơn hết, chúng tôi cần các bạn để đánh bại ông Donald Trump và bầu bà Kamala Harris và ông Tim Walz làm Tổng thống và Phó Tổng thống Mỹ. Họ sẽ tiếp tục đưa nước Mỹ tiến lên phía trước, tạo ra nhiều việc làm, bảo vệ công nhân, phát triển kinh tế và giảm chi phí cho các gia đình người dân Mỹ để họ có cuộc sống được dễ dàng hơn. Tham dự đại hội của Đảng Dân Chủ, hầu hết các đại biểu đều rất phấn khích trước việc Mỹ có thể sẽ có một nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử và điều quan trọng đó là thành viên của Đảng Dân Chủ. Đây cũng là sự kiện nhằm củng cố đoàn kết nội bộ và truyền cảm hứng cho các đảng viên để hướng tới một chiến thắng trong ngày bầu cử vào tháng 11 năm 2024 tới. Đại biểu Audrey Blondin chia sẻ, chúng ta sẽ bầu ra nữ tổng thống đầu tiên của nước Mỹ, điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được chứng kiến trong suốt cuộc đời. Chính vì vậy, tôi rất vui và phấn khích. Tôi rất yêu quý Tổng thống Biden và điều ông làm là một quyết định khó khăn, nhưng ông đã đặt lợi ích của đất nước lên trên hết. Đó là điều đáng trân trọng. Chính vì điều đó mà chúng ta sẽ có một nữ tổng thống và tôi cho rằng Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ có một chiến thắng lớn và điều đó sẽ rất tuyệt vời. Trong khi đó, đại biểu Wendy Bloom nói, đây là lần đầu tiên tôi tham dự đại hội toàn quốc của Đảng Dân Chủ. Tôi là một nhà hoạt động của Đảng Dân Chủ ở bang California trong một thời gian dài. Tôi rất phấn khích khi có mặt tại đây ngày hôm nay cùng với các đại biểu khác nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với chiến dịch tranh cử của bà Kamala Harris. Chúng tôi hy vọng rằng bà Harris sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử năm nay. Chúng tôi tham dự đại hội để có cảm hứng và sau đó sẽ gõ cửa từng nhà, nói chuyện với người dân để đảm bảo chắc chắn rằng chúng tôi sẽ chiến thắng.
Đại hội Đảng Dân Chủ sẽ tiếp tục diễn ra cho tới ngày 22 tháng 8 năm 2024 với các nội dung nhằm nêu bật tầm nhìn của cặp đôi Kamala Harris-Tim Walz và nỗ lực nhằm đấu tranh cho các quyền tự do của người dân Mỹ. Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ có bài phát biểu nhận đề cử của Đảng vào đêm cuối cùng của đại hội.